Linh ơi, em đang xem gì chăm chú đấy? Anh Tùng à, em đang đọc thông tin về việc nghỉ Tết năm nay anh ạ. Nhanh nhở, nhoằng cái lại đến Tết. Anh đang nghĩ năm nay thì anh sẽ tự tay vào bếp. Em có gợi ý cho anh không? Ôi giời, tưởng gì quá đơn giản luôn. Em cũng có một gợi ý dành cho anh Tùng cũng như là quý vị khán giả về một món mà vừa ngon này, nhưng vừa lạ, lại còn vừa quen nữa. Chính là một món đặc sản của Nghệ An. Anh Tùng có đoán được không? Đặc sản của Nghệ An à? Ừ. Đó có phải là giò bê không? Chính xác anh Tùng ạ. Ngày hôm nay thì Thùy Linh đã mang đến chương trình món ăn, đó chính là giò bê tứ phương Nghệ An, để cho anh Tùng cũng như là quý vị khán giả cùng thưởng thức món ăn này đây. Tên tên à, xin phép quý vị khán giả và Thùy Linh thì anh sẽ thử một miếng để cho quý vị có những cảm nhận chân thực nhất nha. Đó, bây giờ xin mời anh Tùng. Thế nào anh? Chắc có lẽ đây là hương vị mà Xuân Tùng sẽ nhớ mãi quý vị ạ. Thịt bê rất ngon, vị đậm đà và có một mùi hương đặc biệt, đúng không Linh? Đúng rồi đấy anh Tùng ạ. Anh Tùng biết không, món giò bê Nghệ An này còn được chế biến từ thịt bê nguyên tảng, nước hầm xương bê, đương nhiên còn là bí quyết riêng của người thợ làm giò nữa anh Tùng ạ. Ui, kỳ công như vậy bảo sao món ăn ngon khó cưỡng. Và để giúp cho anh Xuân Tùng cũng như là quý vị khán giả có thể hiểu thêm về món ăn giò bê tứ phương Nghệ An này thì sau đây chúng ta hãy cùng theo dõi đoạn video tiếp theo. Ai đã từng thưởng thức món giò bê tứ phương đặc sản Nghệ An sẽ không thể nào quên được vị thơm ngon, ngọt mềm, không ngán của thịt bê cùng vị đậm đà và một thứ mùi vị đặc trưng mà chỉ có giò bê tứ phương mới có được. Nguyên liệu chính để làm giò bê là thịt bê nguyên miếng, bì bê, hạt tiêu, nước mắm cùng một số gia vị khác. Với nguyên liệu được chọn lọc kỹ lưỡng, hoàn toàn không sử dụng chất bảo quản, được làm thủ công, cẩn thận với nghề truyền thống gia truyền suốt nhiều năm qua, giò bê tứ phương Nghệ An đã trở thành một món ăn ngon, bổ dưỡng và được rất nhiều người yêu thích. Sau khi xem xong video vừa rồi thì Xuân Tùng quyết định là sẽ thêm ngay món giò bê tứ phương này vào thực đơn để nấu trong ngày Tết. Đúng rồi đấy, bởi vì món giò bê tứ phương này còn có thể trở thành một phần quà thực phẩm hết sức ý nghĩa và hấp dẫn để gửi tặng đến người thân và bạn bè. Thế bây giờ mà muốn mua sản phẩm này thì mình có thể tìm mua ở đâu hả Thùy Linh? Ôi tưởng gì, chuyện nhỏ anh Tùng ơi, bởi vì hiện nay giò bê tứ phương đã có mặt trên rất nhiều các tỉnh thành trên cả nước rồi. Anh có thể đặt mua trên website thực phẩm tứ phương.com hoặc Facebook giò bê Nghệ An tứ phương. Vậy thì yên tâm rồi, với giò bê tứ phương năm nay tôi nhất định sẽ vào bếp quý vị ạ. Thưa quý vị, với những chia sẻ trên thì hy vọng rằng quý vị đã có thể lựa chọn cho mình rất nhiều những món ăn để phù hợp với bữa cơm ngày Tết. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên rằng chúng ta vẫn sẽ tiếp tục đồng hành với nhau ở những số tiếp theo để không bỏ lỡ nhiều sản phẩm thú vị trong dịp Tết đến xuân về này nhé. Có mua gì Tết này? Mua sắm chỉ là chuyện nhỏ.